Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của nhà vườn Hải Đăng. Trước mắt các bạn đây là hình ảnh cây vầy ốc hay còn gọi là cây trâu cổ ở bên vườn ươm. Cây trâu cổ thì có rất là nhiều công dụng. Công dụng thứ nhất là trồng làm cảnh này. Công dụng thứ hai là trồng làm thuốc này. Về cái mặt thẩm mỹ thì cây vầy ốc thì làm tăng cái vẻ đẹp sang trọng và tự nhiên ra cho ngôi nhà. Nếu các bạn có trồng những cây này xung quanh bờ tường này thì bất kỳ vị khách nào đến chơi thì cũng phải ngước nhìn và trầm trồ. Thì hiện nay cái xu hướng thiên về thiên nhiên và cây cỏ thì cũng không thể bỏ qua cái cây vầy ốc này được. Cây vầy ốc thì không chỉ có mặt trong các ngôi nhà riêng mà nó còn xuất hiện phổ biến tại các tòa nhà cao ốc này, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị và cả các công trình đô thị nữa. Về mặt y học thì cái bộ phận làm thuốc của cái cây trâu cổ đó là quả, còn gọi là lệ thực, lưu phân quả, vương bất lưu hành. Quả thì có vị ngọt, tính mát, có tác dụng tráng dương, cổ tinh, thông sữa, dùng làm thuốc mà bổ chữa di tinh này, liệt dương, đau lưng, kinh nguyệt không đều, viêm tinh hoàn, phong thấp, ung thủng, tắc tia sữa. Về cách trồng và chăm sóc cây vẩy ốc thì cây vẩy ốc thì khá là dễ trồng. Cây ưa ở những nơi có ánh sáng nhiều và chan hòa. Số giờ ánh sáng trong ngày ít nhất là phải 6 tiếng. Nếu các bạn trồng ở những nơi nắng ít thì cây thường có màu sẫm lại và phát triển nó kém hơn. Để liên hệ mua cây vẩy ốc tại vườn ươm Hải Đăng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với vườn ươm qua số điện thoại 035 964 2916. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.